Ban biên tập xin được gửi lời chào đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và theo dõi trên kênh Bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thực sự bổ ích để quý vị có những phút giây thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo. Còn bây giờ là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị, vỡ đập Tam Hiệp đang là mối lo ngại lớn những ngày qua. Trong bối cảnh Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn và kéo dài, giới chức Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp có cấu trúc tuyệt đối an toàn, song giới chuyên gia vẫn lo ngại về nguy cơ vỡ đập khi mưa lớn liên tục xuất hiện trong đầu mùa mưa. Mặt khác, trong quá khứ cũng đã có những tranh cãi, nghi ngờ về mức độ an toàn của con đập này. Những lo ngại này xuất phát từ đâu, từ những căn cứ nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình để có được câu trả lời. Tại sao đập Tam Hiệp bị gọi là hình mẫu của thảm họa? Đập Tam Hiệp nằm trên dòng sông Trường Giang, Dương Tử, phía tây thành phố Nghi Sương, thuộc địa phận tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Công trình khởi công năm 1994 và hoàn thành vào năm 2006, trở thành đập thủy điện lớn nhất thế giới. Các thông số của đập Tam Hiệp khá hoành tráng, dài 2.335m, cao 185m, cấu thành từ 28 triệu mét khối bê tông và 463.000 tấn thép. Hồ chứa của đập nhấn chìm một khu vực trải dài đến 600 km về phía thượng nguồn, cho phép tàu hàng tải trọng lớn di chuyển 2.250 km từ biển Hoa Đông, cảng Thượng Hải đến tận thành phố Trùng Khánh. Ý tưởng xây đập Tam Hiệp xuất hiện từ thời Quốc dân Đảng Trung Quốc những năm 1920. Tuy nhiên, người ta gác hàng chục năm không dám làm. Đến năm 1953, lãnh tụ Mao Trạch Đông hồi sinh dự án và chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi của một số địa điểm. Dự án bắt đầu lên kế hoạch chi tiết năm 1955. Phe ủng hộ khẳng định đập nước sẽ giúp kiểm soát lũ dọc hai bên sông Trường Giang, thúc đẩy thương mại nội địa và cung cấp phần lớn điện năng cho miền Trung Đại Lục. Ở chiều ngược lại, những người phản đối lo lắng nguy cơ vỡ đập và hậu quả khủng khiếp của nó, về việc khoảng 1,9 triệu dân sống dọc hai bên sông mất chỗ ở, về việc phá hủy cảnh quan tự nhiên, các di tích kiến trúc và khảo cổ, tác động môi trường của dự án không đo đếm nổi, nhất là với quy mô đó. Giới khoa học lo sợ việc tích tụ một lượng nước khổng lồ như thế sẽ gây ra động đất và sạt lở địa hình, những nguy cơ vốn tăng dần theo thời gian, không phải tự nhiên mà tổ chức sông ngòi quốc tế gọi đập Tam Hiệp là hình mẫu của thảm họa. Ngân hàng Thế giới WB cũng từ chối cung cấp tiền cho dự án, với lý do quan ngại về tác động môi trường và nhiều yếu tố khác. Thời đó, nhiều kỹ sư Trung Quốc và nước ngoài kêu gọi tốt hơn hết nên xây nhiều đập nhỏ trên các phụ lưu của sông Trường Giang, vẫn kiểm soát lũ và phát điện tốt, trong khi nguy cơ ít hơn. Lời khuyên đã không được lắng nghe vì có quá nhiều vấn đề, dự án bị trì hoãn gần 40 năm. Năm 1992, Thủ tướng Lý Bằng thuyết phục được Quốc hội thông qua dự án, nhưng cũng có đến gần 1/3 đại biểu phản đối hoặc không thèm bỏ phiếu, điều ít thấy trên chính trường Trung Quốc. Trong lễ động thổ công trình năm 1994, giới quan sát lưu ý rằng Chủ tịch Giang Trạch Dân đã không xuất hiện cùng Thủ tướng Lý Bằng, nhưng dù sao dự án vẫn tiến hành, dù trong suốt quá trình xây có không ít scandal tham nhũng, đội vốn nổ ra. Nhiều lo ngại về đập Tam Hiệp bắt đầu râm ran từ mùa hè năm 2019, sau khi ảnh vệ tinh ghi nhận thân đập có vẻ như bị lõm vào do sức ép của nước, nhưng nhà chức trách bác bỏ khẳng định đập vẫn an toàn. Đến mùa mưa năm nay, tình hình càng xấu hơn. Trận lũ kỷ lục trong 83 năm ở miền Nam Trung Quốc là thử thách lớn nhất của công trình Tam Hiệp. Trong cuộc họp báo, Thứ trưởng Tài nguyên nước Trung Quốc Ge Jianchun cũng thừa nhận mực nước trên ít nhất 148 con sông ở Trung Quốc đã dâng cao đến mức cảnh báo, chứng tỏ khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp chỉ có giới hạn. Chuyên gia Trung Quốc nói gì về đập Tam Hiệp? Taiwan News dẫn lời nhà thủy văn học Wang Weilua, người Đức gốc Trung Quốc, cho biết các hạng mục thiết kế, xây dựng và giám sát chất lượng con đập đều do cùng một nhóm người thực hiện, và công trình này được hoàn thành rất nhanh. Ông Wang lo ngại đập Tam Hiệp khó có khả năng trụ được lâu. Theo thông tin từ ông Wang, thì hiện con đập này đã có nhiều vết nứt, bê tông dùng xây dựng đập cũng không đạt tiêu chuẩn. Năm 2019, ông Wang từng có bài viết rằng con đập được đính lại bằng hàng chục khối bê tông độc lập rời nhau. Các khối bê tông này không nối kết với nền móng bên dưới, chúng chỉ gắn lên trên đó. Theo ông Wang, cả chục năm trước ông Wang từng nói con đập Tam Hiệp đã bị dịch chuyển do bị lỗi thiết kế. Nhiều chuyên gia nhà nước Trung Quốc cũng thừa nhận con đập đã bị dịch chuyển vài cm, nhưng trong giới hạn an toàn bình thường. Năm ngoái từng xuất hiện một số hình ảnh cho thấy con đập có phần bị cong vênh. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh FBI Pháp, chuyên gia Wang cho rằng chính phủ và truyền thông Trung Quốc cố tình không thừa nhận nguy cơ vỡ đập. Ông Wang cảnh báo đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ là thảm họa với dân sống ven hạ nguồn sông Dương Tử. Cụ thể, tính mạng khoảng 400 triệu người ở Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải sẽ bị đe dọa. Vỡ đập thủy điện là điều không ai mong muốn, bởi sức tàn phá của những thảm họa này vô cùng khủng khiếp và để lại những hậu quả không thể lường trước. Trên thế giới đã có rất nhiều vụ vỡ đập từng xảy ra trong quá khứ, gây thiệt hại cả về vật chất và con người. Sau đây mời quý vị cùng nhìn lại những vụ thảm họa vỡ đập thủy điện kinh hoàng nhất trong lịch sử. Vỡ đập Bản Kiều Trung Quốc.
đập Bản Kiều được xây dựng trên sông Nhữ vào đầu những năm 1950 thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Đây được coi như một phần của công trình chống lũ lụt và sản xuất điện. Năm 1975, cơn bão Nina đã tàn phá khu vực này với những trận mưa lớn nhất trong lịch sử. Lượng mưa trong cả năm đã đổ xuống chỉ trong 24 giờ. Theo tạp chí News China, ngày 5 tháng 8 năm 1975, cơn bão lớn thứ 3 trong năm đó tại Trung Quốc đổ bộ vào tỉnh Hà Nam. Ảnh hưởng của bão, những trận mưa lớn kéo dài tại khu vực này với lưu lượng lên đến từ 400 đến 1.000 mm từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8 năm 1975. Vì thế, mực nước ở vùng thượng lưu của các con sông trong vùng nhanh chóng dâng cao, gây sức ép lên các hồ chứa nước và dần biến thành lũ lớn. Khi cơn lũ tràn qua, các đập nước lần lượt bị vỡ và trú mã điểm nơi có đập Bản Kiều trở thành rào chắn cuối cùng. Đập Bản Kiều với chiều cao 24,5m được xây dựng vào năm 1951 nhằm chế ngự sông Hoài vốn chảy qua Hà Nam. Ngoài ra, hơn 100 con đập được xây mới tại địa phận thành phố trú mã điểm trong giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1957. Tuy nhiên, theo cựu kỹ sư trưởng của Sở Tài nguyên nước Hà Nam Trần Hưng, nhiều đập nước được xây dựng dưới tiêu chuẩn thiết kế ngăn lũ vì chính phủ xem trọng khả năng tích nước hơn tháo nước. Trong cuốn hồi ký của mình, ông Trần cho biết, chính quyền địa phương liên tục giảm số lỗ thông trên các cửa xả nhằm tăng khả năng dung tích hồ chứa. Riêng với Bản Kiều, theo Nhân dân Nhật báo, số cửa xả theo tính toán ban đầu là 12, sau bị rút xuống còn 5. Chưa hết, đập được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn tần suất lũ 1.000 năm một lần, tương ứng với lượng mưa 300ml ngày. Tuy nhiên, thực tế thì trận lũ với tần suất 2.000 năm một lần đã xảy ra. Vì thế, đập Bản Kiều khi đó phải hướng đến 697 tỷ mét khối nước, trong khi năng lực thiết kế chỉ được 492 tỷ mét khối nước. Theo cuốn sách tựa đề Thảm họa lũ lụt Hà Nam tháng 8 năm 1975, do Sở Tài nguyên nước Hà Nam xuất bản năm 2005, mực nước tại con đập này vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 8 năm 1975 chỉ còn cách đỉnh 2cm. Lúc ấy con đập Thạch Vạn Than ở kế đó vỡ tan, tạo ra cơn đại hồng thủy, phá hủy toàn bộ đập Bản Kiều. Cũng theo News China, chính phủ Trung Quốc đến nay vẫn chưa xác nhận số thương vong. Dòng chữ khắc trên bia tưởng niệm tại khu vực đập Bản Kiều năm 1987 viết mơ hồ rằng trận lũ đã nuốt hàng ngàn sinh mệnh. Theo số liệu của chính quyền tỉnh Hà Nam, hồi cuối tháng 8 năm 1975, khoảng 85.600 người đã chết trong thảm họa trên. Tờ South China Morning Post ESG dẫn lời ông Hoàng Minh Xuyên, người giữ chức trưởng trạm thủy văn tại Bản Kiều hồi xảy ra thảm họa cho biết, dù mở hết cửa xả kịp thời thì cũng không thể tiêu thoát hết nước. Thế nhưng, trong thực tế, việc truyền tin thông báo lũ đã gặp trục trặc nên cảnh báo không kịp thời. Ngoài ra, tới Nhân dân, Nhật báo dẫn lời ông Lê Tắc Duân, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc tuyên bố vấn đề của thảm họa Bản Kiều không nằm ở chỗ dự báo thời tiết. Theo đó, bên cạnh sự hàm hố dung tích chứa nước, chính quyền còn thiếu cả hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch sơ tán thiếu hiệu quả. Vì thế, khi trận đại hồng thủy ập đến, hậu quả quá tàn khốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để đội ngũ chúng tôi có thêm động lực mang đến cho quý vị và các bạn những video hữu ích hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.